Kẻ ít nói thường biết nhiều nhất. Bảy phẩm chất của kẻ luôn chiến thắng trong im lặng. Kính thưa quý vị, có một nhóm người làm mọi thứ trong tĩnh lặng, và cũng từ sự tĩnh lặng đó, họ âm thầm gặt hái mọi thành công, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Mỗi ngày lại có thêm nhiều câu chuyện về những người đạt được nhiều thành tựu đáng nể. Có tiểu thuyết gia đạt được hàng triệu ấn bản ngay với tác phẩm đầu tay. Có dancer thu hút hàng triệu lượt view trên TikTok. Có người trẻ mới 16 tuổi đã sáng lập một tổ chức từ thiện có quy mô toàn cầu. Hay có người trở thành triệu phú chỉ sau một đêm, vân vân. Đôi khi những câu chuyện đó giúp truyền cảm hứng rất lớn, nhưng cũng đôi khi chúng mang lại sự phiền muộn, nhất là với những ai đã lăn lộn với công việc trong nhiều năm mà vẫn không có thành tích gì đáng kể. Vấn đề nằm ở chỗ danh tiếng, tài sản, số người theo dõi trên mạng xã hội không đảm bảo hạnh phúc. Những thành tích đó không mang lại những người bạn chân chính hay cuộc sống gia đình viên mãn. Chúng sẽ không giúp tránh khỏi căng thẳng, cũng không nuôi dưỡng sức khỏe thể chất hay tinh thần cho bản thân, thậm chí còn làm cho mọi thứ xấu hơn. Vẫn có nhiều người lao tâm khổ tứ để có được danh tiếng tiền tài, để rồi khi đã đạt được tất cả lại cảm thấy trống rỗng, không mục đích. Trong khi đó, có những người giành được những thành tựu một cách trầm lặng mà không cần phải nhốt mình trong phòng tối và làm việc bất kỳ ngày đêm, không cần tránh mọi tiếp xúc với người khác, không cứ chỉ biết tới mình. Kiểu người này biết mình thích làm gì và cố gắng làm việc đó tốt hơn theo một cách đều đặn, có phương pháp. Tất nhiên có nhiều cách để đi tới thành công. Thế nhưng những người chiến thắng trong tĩnh lặng như trên đều có những đặc điểm chung dễ nhận biết. Bảy phẩm chất của người chiến thắng trong tĩnh lặng. Khẳng định không khoe khoang. Những người này không bao giờ tự thổi phồng hay khoe khoang về bản thân. Họ tập trung làm việc của mình, không cần người khác phải biết tới. Họ sẽ chứng minh bằng hành động thay vì lời nói, và kết quả công việc là lời khẳng định chắc chắn nhất. Hoàn toàn thoải mái khi bị đánh giá trung bình. Những người này thậm chí còn thích điều đó, vì họ biết rằng ở mức trung bình, họ có không gian để phát triển, có nhiều chỗ để cải thiện và được tự do làm mọi thứ mà không bị dò xét, cũng không bị gắn mác gương mẫu để người khác phải noi theo. Và chỉ cần sự trung bình đi kèm với sự bền bỉ, những người này hoàn toàn có thể làm được những điều tuyệt vời. Làm chủ thời gian. Những người này dành thời gian phù hợp cho công việc, các dự án sáng tạo, các mối quan hệ, cho những ngày cuối tuần hay những người quan trọng. Họ nhìn thấy bản chất của sự hối hả và trân quý sự thong dong. Họ biết rằng cuộc đời dài hơn ta nghĩ, bởi thế nên không vội vàng mà tự giữ cho bản thân điềm tĩnh, chậm mà chắc. Nhìn sự việc từ một góc độ khác. Họ không nhìn nhận mọi thứ như chúng vốn có hoặc như cách người khác nhìn nhận, mà biết thay đổi để tạo ra một góc độ hoàn toàn mới mẻ. Điều này cũng có nghĩa là họ có thể phát hiện và bổ sung kiến thức hay kinh nghiệm từ nhiều khía cạnh khác nhau. Cũng chính điều đó mang lại ưu thế cho những người này trong cuộc đua đường trường. Bình thản ăn mừng chiến thắng. Những người thành công trong tĩnh lặng biết rằng ăn mừng chiến thắng cũng quan trọng không kém phần giành chiến thắng. Không bao giờ họ để những chiến tích trôi qua âm thầm, mà luôn biết chọn thời điểm thích hợp để tự thưởng. Nhưng họ cũng không ăn mừng theo cách phô trương hay ầm ĩ, mà chỉ nhẹ nhàng tận hưởng thành quả của mình, sau đó ngay lập tức quay lại với công việc. Không đắm chìm trong sự dễ dàng, nhàn hạ. Mọi người đều thích sự dễ dàng. Nói chung, ta đều có nhu cầu tận hưởng sự an nhàn hay những điều thú vị, như những bữa tiệc, những cuộc chơi và cả những cám dỗ, cùng với những thứ gây lãng phí thời gian khác. Thế nhưng nhóm người chiến thắng trong tĩnh lặng vẫn biết tự định hướng cho bản thân trong sự nhàn hạ và dễ dàng đó. Họ luôn giữ bản thân tỉnh táo
vì biết rằng cái giá phải trả khi sa đà là rất lớn. Chậm mà chắc. Người thành công trầm lặng biết rằng cần có thời gian để trở nên thực sự giỏi bất cứ điều gì. Họ cũng biết rằng hầu hết mọi người không sẵn sàng hy sinh nhiều thời gian, do đó không phát triển hết tài năng của mình. Hầu hết đều muốn con đường nhanh nhất, và nếu không thấy tiến bộ ngay lập tức, họ sẽ bỏ cuộc. Họ né tránh nỗi đau và thất bại thay vì cố gắng đứng dậy từ nó. Mặt khác, những người thành công thầm lặng cũng chấp nhận những rủi ro trong tầm kiểm soát, không phải những rủi ro quá lớn. Họ luôn ghi nhớ triết lý từ câu chuyện ngụ ngôn của Aesop: chậm mà chắc sẽ thắng cuộc đua. Vì vậy, trong trường đua lớn của cuộc đời, khi những đối thủ hối hả khác đã mệt ngoài, những người này mới chậm rãi tiến về đích. Cuộc sống không phải là một cuộc đua, mà là một chuyến đi bộ dài. Và càng đi chậm, ta càng có thể tận hưởng nó, đồng thời gặt hái những thành công xứng đáng. Muốn gia đình thuận hòa, phụ nữ cần phải thực hiện 5 điều không nên nói. Kính thưa quý vị, phụ nữ thường dễ xúc động, gặp chuyện không giấu giếm, lúc nào cũng muốn nói ra cho xong, nhưng lại không ngờ rằng nói nhiều tất sẽ sai lầm. Chẳng những lời nói ra làm cho sự tình trở thành tồi tệ hơn mà không tự biết, lại còn cho rằng mình là người thẳng thắn. Phụ nữ khôn ngoan thường có 5 điều không nên nói. Hãy cùng xem bạn có mắc phải điều nào không nhé. 1. Về nhà mẹ đẻ, đừng nói chuyện nhà mẹ chồng. Sau khi về nhà bố mẹ đẻ, nhiều phụ nữ tâm sự với bố mẹ đẻ mọi chuyện. Có thể kể về những sự bất bình mà họ phải gánh chịu khi ở nhà chồng. Thế nhưng, người phụ nữ khôn khéo sẽ không kể những điều ấm ức đối với bố mẹ, mà sẽ kể về những điều tốt thay vì nói ra những lời không hay. Bởi vì họ cho rằng, thứ nhất, họ sợ bố mẹ vì thế mà lo lắng cho cuộc sống của mình. Thứ hai, vì họ đã thề nguyện với người mình yêu đi hết con đường, vậy nên họ cần nhìn tới những điều lớn lao hơn. Hai, ở nhà chồng không kể về những thiếu sót của nhà mẹ đẻ. Rất nhiều chị em có điều gì đều nói hết ra, thậm chí là cùng mẹ chồng tán gẫu, vô ý mà nói hết những điều không nên nói về những thiếu sót hay tai tiếng của nhà mẹ đẻ. Tuy nhiên, những cô gái thông minh chắc chắn